Cảm ơn các bác trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ học 10 bảng hiệu thông dụng nhất các bác có thể thấy ngay trên đường. Bảng thứ nhất là bảng garage sale hoặc là your sale. Cái này là bảng đồ đồ dùng ở quần tại garage. Bảng đồ rẻ các bác. Rồi, chữ tiếp theo là chữ beware of dog. Beware of dog là cẩn thận chó dữ. For sale, for sale là bán nhà hoặc là bán cái gì đó, bán xe. Tiếp theo là chữ outlet, no outlet là ngõ cụt. For rent nó có ba chữ, for rent, for lease, now leasing. Tất cả đều có nghĩa là cho thuê. For rent, for lease, for now leasing, leasing. Water restricted in effect. Water restricted in effect là nước đang trong quá trình bị hạn chế. Grand opening. Grand opening có nghĩa là khai trương. Grand opening. Now hiring. Now hiring nghĩa là đang mượn nhân viên, cần người cho việc. Help wanted. Đó, hai cái này khác nhau, các bác có thể thấy bất cứ khi nào. Theo là chữ open house là nhà bán, nhà cho bán, bây giờ họ mở cửa cho mình vô coi thử. Open house. Theo là chữ no trespassing, không được băng qua đây, hay là lãnh thổ riêng, không được băng qua. Rồi, cho các bác học thuộc.